đẹp luôn mà chỉ có 100k thì bao rẻ luôn nha mấy chị. Thấy đồ đẹp nhớ xe clip giùm em nha, giá bao rẻ toàn quốc nha. Mặt rất là công chúa luôn nè. Cam đốc nha, cam đốc lên rất là đẹp. Ok nha bé Dung. Rồi em còn cam đốc nha mấy chị ơi. Cái gì đâu ai còn cũng không vậy. Hồi nãy người ta trưng mẫu bị em cưỡng cái màu này luôn mấy chị ơi. Rất là xinh nha mấy chị. Cam đốc. Kim Hiền ơi, chị còn cam đốc thôi nha. Ok, Chuông Mỹ Hòa. Em còn cái màu be thôi nha. Còn mẫu cái màu be. Mình da hả? Màu da phải không Kim Hiền? Phải màu da thì em ok giùm chị nha. Chị bỏ bịch luôn nha. Chuông Mỹ Hòa. Comment số điện thoại giùm chị nha. Chuông Mỹ Hòa ơi. Linh Phan ơi, áo là 100 set. Ok nha Kim Hiền, comment số điện thoại. Váy là 120 nha. Nãy có bịch rồi đó. Rồi, màu em hết nha mấy chị ơi. Còn sơ mi nha Phương Anh ơi. À, tại chị đụng trúng mẫu này nên chị like luôn. Em thấy nằm mà kiếm phụ bịch như thế nào. Kim Hiền kìa. Hả? Đầu tiên. Kim Hiền ơi, em cầm số điện thoại đi Kim Hiền. Chương Mỹ là em có đi rồi. Ủa hai chị đó hỏi giờ em chưa nhận. Ai vậy? Kiều Tiên Hồ. Kiều Tiên Hồ. Ủa? Đặt hồi đợt nào vậy? Có kìa. Có áo vàng. Ủa? Chị cho em thay mẫu gì vậy? Chị thay mẫu khác. Chị Kim Hiền ơi, chị vào chị cầm anh lại số điện thoại em đi chị. Có rồi, có số điện thoại. Xuân An ơi, lấy chân váy ha. Rồi ok Xuân An. Rồi, mẫu này có chấm bi luôn nha mấy chị ơi. Ủa Xuân Anh chứ. 100k xe clip còn 90 nha mấy chị ơi. Rất là dễ thương luôn. Nhớ xe clip giùm em nha. Rồi em biết rồi nha chị Xuân An ơi. Rồi 100k xe clip còn 90. Mấy chị thấy đồ đẹp nhớ xe clip giùm em. Nhớ xe clip giùm em nha. Rồi em gieo màu cho mấy chị xem nha. Chung váy là 120 nha bé Tiên Nghe ơi. Không dùng 2 cái hả? Nè em có màu đỏ nha mấy chị ơi. Lộc Quỳnh em lấy size nào em? Chị Trang Mino ơi, hôm bữa em nhắn tin chị không có trả lời em á. Nên giờ em không bán nữa nha chị Trang Mino ơi. Mấy chị lấy mẫu này à ủa? Ok, ủa màu be là màu nào bé tới chỉnh, màu vàng hay màu be? Trang Mino lấy thôi chị đó bữa nhắn tin không trả lời luôn. Trang Mino hả? Ok nha bé Lộc Quỳnh, em còn đỏ, đen với lại vàng nha, tới chỉnh em lấy vàng phải không tới chỉnh? Nhớ xe like giùm em nha mấy chị ơi. Nè, rất là dễ thương luôn mấy chị. Xinh lắm nha. Ủa vậy nãy chị Giang lấy cái này không? Ủa Lộc Quỳnh lấy cái này vậy? Lộc Quỳnh lấy chung váy xe ướt. Lộc Quỳnh. Em chết mày chị đúng rồi. Tới Trịnh ơi. Có lấy hết rồi. Rồi. Còn chấm bi không à? Con mớm lấy chấm bi đây nè. Con mớm ơi, em cầm anh số điện thoại giùm chị nha. Mấy chị ship ghi ship giùm em luôn nha mấy chị ơi. Bạn em biết em để riêng á. Còn màu này đúng không? Rồi màu đen em hết, em còn đỏ. Kiều Tiên Hồ ơi. Nguyễn Thị Ánh Hương lấy màu này rồi. Hai. Vàng em hết luôn nha mấy chị ơi, em còn đỏ không à. Chị bỏ áo ra ngoài cho em coi. Ok nha bé Linh.